khi đã chấp nhận rời bỏ đất nước, không có thuốc chữa hối hận. Mới đây, dân mạng Việt lại xôn xao bàn luận về trường hợp của Huy Hào Vũ khi biết ông này có ý muốn trở về Việt Nam sau nhiều năm xin tị nạn ở Mỹ. Trên mạng xã hội, mới đây của Huy Hào Vũ khẳng định rằng ông ta vẫn còn hộ chiếu Việt Nam và ông ta sẽ về nước. Từ 7 năm trước, Cù Huy Hào Vũ sau khi bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước lấy lý do nhiều bệnh tật và ông ta đã vận động được chính phủ Mỹ chấp nhận cho ông ta đến Mỹ với lý do nhân đạo. Được sự đồng ý của phía Việt Nam, Cù Huy Hào Vũ đã được tạm dừng chấp hành án và xuất cảnh đi Mỹ với lý do nhân đạo chữa bệnh. Khi đó, làng Dân Chủ và Cù Huy Hào Vũ đã rất tự hào với tấm vé bảo kê này từ chính phủ Mỹ. Đến nước Mỹ, ông ta khoác lác với cộng đồng chống cộng bên đó rằng trước khi đến Mỹ, ông ta đã tuyên bố với sĩ quan an ninh Việt Nam và đại diện sứ quán Mỹ sẽ dành toàn tâm, toàn ý để đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cho Việt Nam và chính phủ Mỹ không được ngăn cản. Rồi tuyên bố với truyền thông chống cộng Mỹ là dù sang Mỹ hay đi bất cứ nơi đâu thì mục tiêu chính của ông ta là giải thể chế độ cộng sản Việt Nam. Vậy mà, ngồi chưa được ấm thân ở Mỹ, chỉ vì vài câu nói trái ý cộng đồng cờ vàng bên đó, Cù Huy Hào Vũ đã bị ném đá tơi bời, bị tẩy chay, bị chụp mũ tay sai cộng sản, đến mức công khai mong muốn trở về nước. Trái ngược với hình ảnh Cù Huy Hào Vũ với cân nặng gần 1 tạ, da rẻ hồng hào khi tuyệt thực trong trại giam ở nhà tù cộng sản 7 năm trước, thì giờ chỉ còn là hình ảnh một Cù Huy Hào Vũ với vóc dáng gầy gò, già nua, thất bát, nói không ra tiếng. Không chỉ có một mình Cù Huy Hào Vũ muốn trở về nước sau khi được thiên đường tự do họ ca tụng và sống chết khao khát khi còn ở trong nước. Cuối năm 2018, Ngô Thu Hà, đệ tử Nguyễn Văn Đài trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của Nguyễn Văn Đài và đồng bọn, được tị nạn nhân đạo đến Đức, đã khăng khăng từ chối nhận giấy tờ quốc tịch Đức. Không chịu đựng được cuộc sống bạc bẽo nơi xứ người, xông lên máy bay về Việt Nam với tâm lý quyết ăn vạ để được về nước chăm mẹ già, đã buộc phải quay về Đức. BBC và truyền thông nước ngoài đã mở hẳn sóng truyền thông bênh vực quyền trở lại Việt Nam của cô ta và mượn việc này để công kích chính quyền Việt Nam, bỏ rơi công dân, vi phạm quyền công dân của cô này. Lê Thu Hà không dám lên truyền thông để làm sáng tỏ lý do cô ta quay trở lại nước Đức, nhưng ai cũng biết rõ rằng khi cô ta đặt chân về Việt Nam, nhân viên an ninh sẽ giải thích cho cô ta rằng cô ta phải tiếp tục chấp hành bản án giang dở như trước khi cam kết chấp nhận xuất cảnh. Một số người bình phẩm rằng vậy là xứ thiên đường đã dạy cho Cù Huy Hào Vũ biết thế nào là ảo vọng của thiên đường dân chủ và biết đâu là giá trị thực của cuộc sống và biết đâu là quê hương của mình. Cho dù đã tỉnh ngộ và muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn, nhưng con đường để Cù Huy Hào Vũ thực hiện ước mơ đó của mình vô cùng xa xăm, cho dù anh ta có khoe mình có hộ chiếu hay không. Bởi khi đã lựa chọn theo con đường phản bội tổ quốc và chấp nhận sống kiếp sống lưu vong, làm con tốt trên bàn cờ chính trị của Mỹ và các nước phương Tây, thì coi như tự Cù Huy Hào Vũ đã chặn đứng con đường trở về quê hương của mình. Đúng vậy, không có thuốc chữa hối hận cho họ. Một khi chân đã bước đi thì vĩnh viễn không có cơ hội để quay trở lại. Chỉ có thể chấp nhận là công dân nước ngoài sống tốt, thực tâm ăn năn, hối lỗi về sai lầm trong quá khứ thì có thể ngày nào đó quê hương ghi nhận và cho họ trở về thăm đất nước như vô số bà con kiều bào khác. Bởi truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.